Vâng, xin chào tất cả các bạn nha. Hiện tại thì Ly đang có mặt tại thẩm mỹ viện Thảo Vi nha các bạn nha. Ở địa chỉ 352 Nguyễn Văn Khối, phường 9, quận Gò Vấp nha các bạn. Đây các bạn quan sát cái tình trạng da của vị khách hàng sau 4 tháng Thảo Vi điều trị nha các bạn. Da của chị ấy thì bị nám chân đinh nha các bạn, và mau mạch ha, mau mạch nó nổi lên khắp luôn, gọi là cái tình trạng vỡ mau mạch do sử dụng sản phẩm tẩy lột nha các bạn nha. Sản phẩm có chứa corticoid và các thành phần tẩy lột thì nó càng làm gia tăng sắc tố và nó làm cho cái tình trạng da của chị khách hàng này trở nên nặng hơn nha các bạn. Để các bạn quan sát ha. Mình đang quay cho các bạn xem bằng camera thường nha các bạn nha. Có thể quan sát là tình trạng da sau 4 tháng điều trị tại Thảo Vi thì nó đã thay đổi rất là nhiều nha các bạn. Ca này mình có livestream trực tiếp vào ngày 21 tháng 11 rồi, các bạn có thể lên Facebook fanpage thẩm mỹ viện Thảo Vi theo dõi nha. Và mình update cho các bạn xem cái tình trạng da nè. Đây các bạn quan sát ha, rất là rõ rệt luôn. Mau mạch nó cũng giảm thiểu rất là hầu như là 90% rồi. Còn nám chân đinh thì đã không còn thấy nữa nha các bạn. Nó đã hết hẳn 100% luôn. Cái liệu trình cái làn da này thì mình cam kết sau 6 tháng đến 1 năm, nhưng mà hiện tại chỉ mới 4 tháng mà kết quả nó đã đạt được rất là cao rồi nha các bạn. Đó, các bạn quan sát ở phần trán nè, thay đổi rất là rõ rệt nha. Đây là một ca rất là nặng ha. Theo đánh giá của chuyên gia thì ca nám này rất là nặng mà nó nằm ở hạ bì ha, rất là sâu luôn. Nhưng mà chỉ 4 tháng thì đã điều trị rất là thành công tại Thảo Vi rồi nha các bạn. Rồi xin chào các bạn.